tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì là DK có một chị khách rất là xinh, và chị vừa trải nghiệm xong dịch vụ hair shop tại DK. Chúng ta cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Sẽ chào chị. Chị có thể giới thiệu cho mọi người đang theo dõi chị được biết là chị tên là gì, chị đến từ đâu không ạ? Là Nga ở Ngã Tư Sở. Vậy lý do vì sao hiện tại thì có rất nhiều cơ sở hair shop khác, vậy chị có thể chia sẻ là vì sao chị lại lựa chọn DK? Có rất nhiều bạn bè của mình đã làm dịch vụ ở DK rồi, và bạn mình giới thiệu mình đến đây. Vâng, có nghĩa là bạn mình đã từng sử dụng dịch vụ ở đây và rất là ưng ý, như là chị đã giới thiệu đúng không ạ? Vâng, vậy theo như em được biết thì là chị đã trải nghiệm cái dịch vụ hút laser tại nhà em rồi. Cái lông mày của mình là lông mày sửa. Đúng rồi. Chị có thể chia sẻ một vài những tình trạng ban đầu của lông mày của mình trước khi hút không ạ? Thực ra là mình cũng thích cái dáng chân mày cũ của mình, nên là mình quyết định đến DK để sửa chân mày. Vậy liệu trình laser của mình kéo dài bao nhiêu lâu của chị và là bao nhiêu lần ạ? Mình làm tổng cộng là 3 lần. 3 lần đóng sạch mực đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy trong quá trình laser thì chị thấy thế nào? Mình có cảm thấy cái vùng da của mình bị tổn thương hay là như thế nào không ạ? Không, mình chỉ sau khi laser thì mình có thể đi về một tới, chỉ hơi sưng nhẹ một tí thôi. Được khoảng 30 phút sau thì nó vâng, và sau khi laser xong 30 phút thì mình có thể trang điểm cái bình thường đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy cái quá trình laser của mình có thấy đau hay là khó chịu gì không ạ chị? Cũng không đáng kể, là hơi châm chích chút xíu đúng không? Hơi châm chích. Vâng, và ngày hôm nay thì sau khi mà thực hiện xong cái liệu trình laser tại DK thì chị Na đã được Master Morning Hương thực hiện cho mình với cặp chân mày với phương pháp là hair shop hay là mưa làm gió tại DK. Và bây giờ thì em xin mời ống kính quay gần hơn một chút xíu nữa để chúng ta có thể nhìn rõ hơn cặp chân mày mới của chị Na nhé. Cái tình trạng lông mày cũ ở đây là chị lông mày sửa này. Tuy nhiên thì cái phần lông mày của chị Na cũng khá là không phải là ít. Tuy nhiên cái phần đuôi thì nó hơi thưa một xíu, và cái phần trên này thì cũng bị thưa này. Nhưng mà với cái cách xếp sợ rất là thông minh và logic, nên là nhìn cái cặp lông mày này thì thật sự là không ai có thể phát hiện đây là lông mày sửa, lông mày đã từng nút rồi đó. Tại vì là cái vùng da của chúng ta thì không thể vùng da của chị Nga thì không hề bị ảnh hưởng này, không hề bong chóc hay cũng không hiện tượng chảy máu đó, nhìn rất là bình thường thôi. Và bây giờ là chị đã có một cặp chân mày mới rất là tự nhiên. Và cái dáng lông mày này thì mình có ưng với cái dáng lông mày này không ạ? Mình cảm thấy rất là hài lòng với dáng lông mày mới này. Vâng. Và sau khi lông mày bông ra thì có thể là nó sẽ còn co lại và nó sẽ nhạt đi tự nhiên hơn, nên chị yên tâm nhé nhá. Dạ vâng. Vậy sau ngày hôm nay thì mình có sẵn lòng giới thiệu cho nhiều bạn bè đến để cùng trải nghiệm dịch vụ tại DK giống như chị không? Chắc chắn rồi. Cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều, và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người.